Hello, Hồng An chào cả nhà. Và theo yêu cầu của anh em, yêu cầu Hồng An quay lại cái con ZX mà hai hôm trước Hồng An quay bên hông cái cửa hàng đằng sau, đâm ra nó hơi nắng quá, anh em coi không có rõ cái chiếc xe. Và Hồng An hôm nay sẽ quay lại con xe này để cho anh em mình xem nó chi tiết, cận cảnh hơn. Và xe này Hồng An cũng đã ráp bộ áo vô rồi nha anh em ha. Đâm ra anh em mình muốn coi cái dàn bộ phận bên trong thì coi lại cái clip cũ Hồng An cũng có quay đó anh em ha. Anh em chịu khó coi lại, chẳng qua cái clip này Hồng An sẽ chia sẻ lại chi tiết hơn những con câm niền bô vàng bạc của nó cho anh em mình xem nó kỹ hơn nha anh em ha. Và hiện tại là máy đang nổ nha anh em. Quay hôm kia bên nắng quá, đâm ra anh em mình coi không có chi tiết được cái chiếc xe. Đâm ra yêu cầu của anh em Hồng An sẽ quay lại cái con xe này nha anh em ha. Rồi mình đi chi tiết sơ sơ rồi nha anh em ha. Những cái cùm này ông anh em cũng đã coi hết rồi anh em ha. Máy đang nổ, xe chạy đúng 38.000, con xe rất là chuẩn nha anh em. Cùm bao tay theo xe hết ha, tay thắng còn nguyên. Bên đây nó hơi rút chút xíu anh em nha. Máy đang nổ, máy này nổ như xe điện anh em ơi, máy rất là ok luôn anh em ha. Tay thắng nè, theo dầu chưa châm luôn nha anh em. Anh em coi vàng bạc căm móc nha anh em ha, căm móc vẫn còn đẹp lắm nha anh em, vàng khè luôn anh em ha. Đâm ra nhiều khi mình quay ngoài nắng á, anh em xem không được rõ đâu anh em, nắng quá nè, cốt nè, giấm sơn còn luôn anh em thấy không, zin của nó nè, số 10 luôn nè, thấy không? Quay kỹ kỹ cho anh em xem ha, theo dầu nè, căm nè, 7 màu anh em, rù xì trước sau như một nha anh em ha. Ở căm vàng ươm anh em, căm nè, quay rất là cận cảnh ha. Đó, xe này phục trước có dặm giả zin nha anh em ha, hộp hộp không à, có dặm nhẹ giả zin, căm nè. Xe này Hồng An bán 30 triệu đúng nha anh em ha, bao hồ sơ cho anh em nha. Một con xe này rất là chuẩn xe luôn, cục máy là bao anh em chạy là nhích ra là bye bye đó, cục máy là vô địch luôn anh em ha. Anh em nghe tiếng máy anh em, xe này chưa chỉnh cò, chưa chỉnh sub bắp, sơn cam chưa thay luôn nha anh em. Bên đây mát, quay nó rõ lắm, anh em xem nó sướng hơn. Bữa quay nắng quá anh em ơi ha. Máy nổ, coi kỳ cái chiếc xe luôn anh em ha. Máy nổ quá anh em, máy như xe điện luôn anh em ha. Rồi, coi kỳ cái lốc nha anh em ha. Đó, lốc rất đẹp, bạc đẹp anh em ha. Đó, coi kỹ luôn, quay bên đây là anh em coi rất là hình ảnh sắc nét luôn nha anh em ha, không có nắng không có gì hết, sáng sủa. Máy nổ ha, chụp cổ bô cho anh em xem luôn nha anh em ha, cổ bô biết nói chuyện nha anh em, đi 38.000 cây nha anh em ha. Bạc lóc đẹp ha, mạch máu trái tim anh em. Dưới nè, do còn xanh lắm nha anh em ha, con đẹp, cổ bô đẹp luôn nha anh em, mặt máu chế tim anh em, vàng gươm trắng sáng. Rồi coi kỹ ốc tán nè, cao su zin theo xe vẫn còn nè ha. Máy đã lắm anh em ơi, máy này rất là ok luôn, cục máy này vô địch, lâu lắm mới kiếm được một chiếc xe cục máy như vậy nha anh em ha, không phải đơn giản kiếm được một chiếc xe như vậy đâu. Máy rất ít, đa số là nó hơi hước nhẹ và hú gió nha anh em. Máy này rất là chuẩn,
xe thành phố mà anh em. Mà xe này cũng gốc 15 ngày là có nha anh em ha, 15 ngày thôi. Nè, răng anh em. Chưa mòn anh em ha. Xe xét cái này chút xíu ha, xe đậu cái này xét. Lốc đẹp, bạc đẹp. Ốc vàng nó trơn này thấy không? Chiếc xe của nó đó anh em. Có xăng này. Mới lắm. Anh em muốn coi cái ruột á, Hồng An có quay đợt trước á, anh em coi bộ phận bên trong đi, đẹp lắm. Mạch máu trái tim nó đẹp thì ở đâu nó cũng đẹp hết anh em ơi. Đâm ra Hồng An luôn hướng dẫn anh em coi những cái mạch máu trái tim. Cầm nè. Này cầm zin nha anh em ha, cầm zin theo xe nha. Xét xét anh em thấy không? Cầm zin nè. Đậu cũng có xét ha. Mà câm này vẫn còn vàng lắm nha anh em. Niền đẹp anh em ha, niền không có bị lủng bị mục. Cục zin theo xe nha anh em ha. Cục zin theo xe ha, bóc tán xanh xanh này. Vàng xanh luôn ha, y phục nè. Chân phục theo xe tới giờ nè. Quậy luôn nè. Vàng nhám đẹp ha. Xe này áo tem rất đẹp nha anh em. Áo tem là cũng có một hai miếng thai ha. Và chủ xe cũng đã đưa Hồng An một hai miếng. Năm ra anh em mua Hồng An sẽ đưa cho anh em luôn. Cái áo theo xe một hai miếng là ốp sau và một cái cốp. Cái nào có Hồng An đưa hết cho anh em luôn ha. Đẹp. Bao tay theo xe tới giờ anh em. Rồi máy đảo quá anh em ơi. Máy này. Máy chịu không nổi anh em ơi. Hồng An cố gắng đổi những chiếc xe máy ốc tán vàng luôn, trắng sáng luôn nè, thấy không? Chiếc xe của nó đó. Xe này nhôm anh em về rửa càng đẹp ha. Chiếc nhôm Hồng An chưa có rửa đâu. Ở nhôm chất mộc rồi nó vậy anh em. Rửa thuốc cái màu nó sẽ khác nha anh em ha. Năm ra anh em đừng bao giờ rửa thuốc hết. Đó. Coi chỗ này cũng hiểu anh em. Nè, coi anh em ha. Cái chiếc nhôm của nó zin nhôm zin nè. Rửa qua thuốc là nó sẽ trắng anh em ha, trắng phát luôn anh em. Nhưng mà rất lợi hại. Anh nhôm zin của nó đó anh em thấy không, vàng vàng đó. Đó. Xe nào mà rửa qua thuốc là nó sẽ trắng lắm. Rồi quay qua hướng này. Cục má này vô địch. Một chiếc xe 30 triệu rất là xứng đáng cho anh em chơi cho anh em ha. Bán rồi khi nào kiếm lại anh em. Rất là hiếm anh em ha. Bạc lốc đẹp nè anh em. Căm nè. Còn vàng nè. Kiếm sơn anh em, kiếm sơn qua đầu nó văng văng vô anh em ha. Đùm nè. Đùm không có dập bung nha anh em ha. Má đùm đẹp luôn nha anh em. Tán nè. Rồi kỹ cái tán của nó nè. Sáng chưa. Rồi kỹ nha anh em ha. Vàng xanh nè. Ba thắng nè, còn vàng hết trơn, đủ thắng ba thắng nè, thấy không? Xanh còn vàng nha anh em ha, ba thắng đủ thắng đó, em coi anh em. Vàng còn xanh luôn anh em ha. Đó. Anh em coi kỹ nè, nó vàng luôn nè. Chứ không có bị sét nha anh em ha. Đó. Nhưng cái chỗ này nó dễ động nước lắm nha anh em. Đi không khéo là nó sẽ bị sét. Cấp đẹp anh em ha, sườn đẹp, cấp đẹp. Cấp chóc sơn thôi nha, không có lủng nha anh em ha, chóc sơn thôi. Đó, đủ thắng nè, vàng ươm. Gấp đẹp nha anh em. Gấp đẹp ha. Rất đẹp ha. Đẹp. Nào gấp chưa mở đâu anh em ha. Gấp zin nha. Cao su theo xe tới giờ nha. Nó hơi cũ. Cao su này hơi cũ nha. Màu lính còn nha anh em ha. Màu lính.
bán nè, số 10 nè. Số 10 hết ha. Cái chấm sơn còn. Cục máy anh em. Chưa. Sườn đẹp nha anh em ha. Chấp sơn thôi nha anh em. Vàng luôn, trắng sáng luôn. Vô máy nè. Vàng khẽ trơn anh em. Khó coi quá. Đó, vàng khẽ không? Lóc đẹp cho anh em ha, lóc đẹp. Lóc đẹp anh em ha. Đẹp. Chỗ này chút xíu bạc ha. Đây, còn xanh lè. Cao su zin luôn nha anh em. Tập thắng nè, còn gai trơn nè, chưa mòn. Anh em thấy không? Chiếc xe đi 30 mấy ngàn cây mà anh em. Đó. Quá ok. Cánh ok luôn nha anh em ha. Quá chạy chạy nha anh em. Chút xíu này ha, bị nứt chút xíu này. Ok. Như vậy là hoàn hảo lắm rồi anh em ơi. Chịu khóa zin nha anh em ha, theo xe tới giờ. Máy rất là chắc. Máy như xe điện luôn. Máy như xe điện luôn anh em. Bị chạy không có hú nha, không có hú, không có xè, không có ré, không có giọng, không có róc nha anh em ha. Rất là chắc nha. Dặn ga giảm ga về là không có bị ré cái nồi nha. Kéo cái nồi cái nhông là nó ré lên là thua nha anh em ha. Những bộ nồi mà chất lượng hoặc không chất lượng anh em dặn ga giảm ga biết liền nha anh em. Dặn ga nẹt bô giảm ga nó ré theo một cái tiếng động kéo theo là cái bộ nồi nó rất là nhão về cái cặp nhông rồi nha anh em ha. Nồi nó chạy không có ngon rồi nha anh em. Im thinh thích ha, dặn ga giảm ga. Cái tua máy nó vẫn là êm, không có bị ré. Kéo theo cái nhông anh em ha. Máy như xe điện. Theo xe tới giờ nha anh em, sườn đẹp anh em ha. Sườn rất là đẹp luôn, 30 mấy ngàn cây mà anh em, vàng khè. Ha. Không có tì gì, không có tì vết luôn anh em, sườn rất là mới. Không có tì vết luôn anh em thấy không? Vừa mới luôn anh em ha. Gia yên có bao rồi nha anh em ha. Nói chung cái xe này chủ xe cũng tôi nói là kỹ anh em. Vì xe đi lâu rồi họ thay bao yên nè, gia yên lại. Đấy yên thì zin anh em ha. Cao su rất đẹp thấy không? Thay gia yên với một cái ốp. Ốp đuôi sao anh em. Còn nguyên anh em ơi, nhưng mà nó chỉ có chạy chạy tem thôi, chủ xe họ thay nha anh em ha. Đó, chạy tem nè, xấu nè. Thấy không? Đó. Không gãy ngàm rồi nha. Đó. Vậy luôn nè. Đó. Có bạc bạc cho nha anh em ha, mà chủ xe họ thay luôn nha anh em. Đó. 2.5 luôn nè, thấy không? Đó. Anh em nào mua Hồng An đưa hết toàn bộ ha. Đó, muốn về sử dụng gì làm nha anh em. Đó, xe ha. Được chưa? Đó, thì những cái linh tinh theo xe Hồng An sẽ cho anh em luôn ha. Hồng An không có giữ nha. Thì chủ xe họ thay sao đưa thì Hồng An đưa lại cho anh em như vậy hết. Đó. Còn ngoài ra những cái đầu đèn nè, sơn zin nè, theo xe nè, nhìn là biết liền anh em. Mặt nạ nè, ha, còn nha anh em ha. Mỏ về cũng vậy nè, theo xe nè anh em. Nhìn là biết rồi. Đó. Còn những cái thai ra thì chủ xe họ thai thì Hồng An đưa hết. Xe này chỉ có là một cái là cặp phuộc có dặm nhẹ. Đó. Gia yên có bao. Đó. Chỉ có như vậy thôi.
Còn anh em nhìn sơ vàng ốc, vàng câm, vàng đùm, vàng bạc, anh em nhìn hình đánh giá nha, một con xe rất là chuẩn luôn, cục máy là vô địch, cục máy này rất là ok luôn anh em ha. Một chiếc xe kiếm được cục máy như vậy khó lắm nha anh em, không phải dễ tìm đâu. Anh em nghe kỹ nha, nổ như không nổ luôn anh em. Đang có số anh em. Anh em cảm nhận lại nha anh em ha. Đang có số. Không có hú, không có giọng, không có ré ha. Nhất là bye bye nha anh em. Sơ sơ nó hơi bị giãn anh em ha. Rồi chắc. Rồi, ok. Vậy nha anh em ha, một chiếc xe máy như xe điện là có nha anh em ha. Lựa những chiếc xe như vậy mới bảo đảm cho anh em một bảo hành anh em một năm về máy, hoặc 20.000 cây anh em chạy thoải mái luôn nha. Mua xe tại cửa hàng xe máy Hồng An được bảo hành một năm về máy, tất cả các chiếc xe bán tại cửa hàng được bảo hành một năm về máy hoặc 20.000 cây. Trong vòng một năm anh em cứ chạy thoải mái luôn nha anh em ha. Vì xe này là xe chất lượng chọn lọc không anh em. Hôm ra anh em cứ mua về cứ chạy nha, chứ đừng có để đậu nha anh em ha. Vì đã có bảo hành rồi, anh em cứ chạy thoải mái luôn. Xe này hiện tại là 38.000, còn mang bảo hành tới 58.000 cây rồi nha anh em. Anh em nhớ cái km anh em cứ chạy thoải mái luôn ha. Rồi, ok, số điện thoại của xe máy Hồng An là 036 8888 383 và 0979574435. Xe này rút gốc 15 ngày là có gốc nha anh em ha. Tụt gốc rất là nhanh luôn nha anh em. Xe này 5 số, 15 ngày là có hồ sơ gốc rồi. 30 triệu này là Hồng An bao hồ sơ cho anh em luôn nha anh em ha. Anh em miền Tây Hồng An bao ship luôn. Lo chọn gói cho anh em luôn nha. Không tốn 1.000. Nhớt Hồng An cũng đã thay cho anh em luôn rồi nha anh em ha. Năm ra anh em không cần thay nhớt nữa. Cặp vỏ, cặp đồ là còn nguyên. Ok ha. Vỏ ok nha. Vậy không có thay nha anh em ha. Vỏ ok anh em ơi ha. Chung mua về là ok hết ha. Bố tháng trước bố tháng sau Hồng An cũng kiểm tra rồi ha. Không có vấn đề. Rồi. Bye bye mọi người nha. Bye bye.